Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi RC10RM. Thì đây là dòng nồi đời mới đấy các bạn, đời 2020 luôn nhé các bạn. Nồi còn rất là đẹp luôn. Đây là nồi 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5 ngàn nhé các bạn. Nồi này có màu trắng nhé các bạn, rồi mình xoay cho các bạn xem nhé. Đây, nồi còn các bạn này. Đấy. Thông số đây nhé các bạn. Mẫu đời mới là họ làm liền mạch luôn các bạn này. Thì cái mẫu đời mới này cái lớp nhựa đã được cải thiện nhé các bạn. Cái dòng này là nhựa nó cải thiện hơn. Cái tình trạng mà nhựa mỏng, nhựa giòn ấy nó đã được thay đổi rồi nhé các bạn. Đấy. Rồi, mình xét cho các bạn xem nhé. Đây cái này thì còn tương đối nhé các bạn. Đây, vùng đây. Vùng đây nhé các bạn. Đây là nồi cao tần nhé các bạn. Nồi cao tần nó thừa hưởng cái son của dòng tô vu còn rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, son còn rất là đẹp luôn, gần như mới luôn nhé các bạn. Rất nặng luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, son còn khá đẹp nhé các bạn. Rồi, bên trong cũng vậy các bạn, bên trong còn rất là bóng luôn. Không bể vỡ gì nhé các bạn. Cái này đời 2020 luôn nhé các bạn. Rồi, để mình ghim điện cho các bạn xem. Đời này dây đã được thay đổi màu đen nhé các bạn. Các bạn nhớ ghim điện 100 giúp mình nhé. Rồi, các bạn chọn menu này. Đấy. Cái đầu tiên này là gạo trắng này các bạn. Tiếp theo để gạo trắng này. Đấy, rồi mình để mình hồi đi mình làm lại. Đây, gạo trắng đây. Rồi mình di chuyển nhé các bạn. Đấy, di chuyển các loại gạo đây. Trên này gạo trắng này. Đấy, rồi mình chọn menu một lần nữa. Rồi mình chọn chế độ nấu các bạn này. Đấy, rồi mình nấu ngon này nhé các bạn. Rồi mình nhấn nấu nhé. Đấy, 60 phút nhé các bạn. Đấy. Rồi, mẫu nồi này mình đang bán mức giá là 1 triệu 6 nhé các bạn. Rồi Toshiba 1 lít 1 triệu 6 nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn nhé. Xin chào các bạn.